Chào mừng các bạn đang đến với tập phim may mắn niềm vui đầu tuần. Đây là không gian bật mí đáp án những câu hỏi trong các tập phim may mắn được chọn trong tuần qua và công bố danh sách những khán giả nào đã nhận được giải thưởng của chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đáp án quý vị và các bạn nhé. Trong tập 6, Trịnh Phụng Đài đã từng theo học ngành gì khi đi du học ở nước ngoài? Chúng ta hãy cùng xem đáp án là gì nào. Lúc tôi còn đang đi du học ở nước ngoài đã học ngành văn học. Cũng có chút liên quan tới kinh kịch. Tôi tin anh. Nếu không phải vì cha có năng lực phân tích với lại biết nhìn người nữa, hôm nay anh cũng không ngồi ở đây. Trong tập 8, ai đã cất giữ bản vẽ kết cấu căn vương phủ của Trình gia? Chúng ta hãy cùng xem đó là nhân vật nào nhé. Lúc đầu khi chúng tôi mua lại nguyên căn vương phủ này, tôi đã cất giữ nó. Mợ hai đúng là tỉ mỉ. Xin chúc mừng những vị khán giả đã nhận được giải thưởng của chương trình là 200.000 đồng từ tập phim may mắn. Và các bạn liên hệ với fanpage Long An TV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An hoặc là gọi đến số điện thoại 02723 821 890 để nhận giải. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của Truyền hình Long An.